sẽ đi review quanh nhà mình anh em xem nhá. Đây là cái cơm anh em, đây cái móc móc kết gọn nó bảy bữa đây quá anh em ạ, và giang bá lục tung cái đống này lên anh em ạ, mấy kết gọn rồi xong bá lục tung đi quá khủng khiếp luôn. Cái kiểu dầu ăn này anh em ạ. Đấy thì mình phải kiếm đôi cái bóng to để dọn đống này đi, quá bẩn rồi anh em ạ. Kết gọn này vào bẩn luôn anh em nhé, hết hết cả hàng anh em ạ. À. Đây hạn ăn hàng, đây hàng ớt mình sẽ để lên đây anh em nhé. Từ năm mới 19 cái này để nuôi về cho rộng này, mình sẽ dọn gọn đống này vào, dọn hết cái đống này vào túi này nhanh nhé. Đấy, rất là vừa gọn, rất là vừa. Thuốc anh em ạ, rất nhiều thuốc. Đấy, cái thử bóng không anh em ạ, rất nhiều gạo rơi vãi anh em, mình sẽ rửa bẩn qua anh em ạ, rất bẩn luôn. Ok anh em ơi, ok anh em ơi, ui giời ơi, hói sốt luôn, yeah yeah. Đây là cái bếp nướng không dầu anh em ạ. Đây cái kẹp này anh em biết cái kẹp này làm gì không? Công dụng của nó chính là đấy, để kẹp anh em ạ. Đây, để kẹp anh em nhé. Đấy, rất xịn luôn. Anh em nhìn này. Bựa lên xem. Đấy, bựa lên anh em nhé. À, áo công dụng của nó này anh em ạ. Đấy. Đấy, rất xịn. Ok anh em. Đây là cái máy ấy, thơm thơm dầu anh em ạ. Cắm vào để nó ấy, mùi rất là thơm. Đây là cái nọ dùng hết rồi anh em nhé. Đây cái nọ này dùng hết rồi anh em ạ. Đây cái này lấy ra để dùng đựng, cứ phải gọi là buffet lên anh em ơi. Unanip. Rất nhiều máy anh em ạ, rất rất nhiều máy có mùi thơm. Rồi. Đấy. Còn có mấy cái máy rồi anh em ạ, sắp hết rồi. Đây là mùi trà xanh, mùi ô liu trà xanh rất thơm luôn. Mùi sờ một tí mà thơm cái tay anh em ạ. Đây là tắm mùi nhà mình anh em nhé. Đấy, mình sẽ chải lại tóc tai cho chi chân một tí anh em nhé. Xem này, tóc mình dài lắm rồi anh em ạ. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, đằng sau này rất là dài rồi này. Đấy, mình sẽ chạy đều nha anh em nhé. Đấy, chạy đều cho nó đẹp. Đấy, nhìn nó cũng đẹp thôi nhưng mà thường nó không đẹp lắm. Không để tóc mình quá dài nó mới thế anh em ạ. Đấy, anh em phải để này. Để dài tí nữa nó mới đẹp anh em ạ.